Ngày 21 tháng 2, Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Trụ Trì và chúng tỳ kheo các tự viện trong toàn tỉnh Kiên Giang đã vân tập về chùa Phật Quang Phổ Chiếu, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất để tham dự khóa lễ tụng giới và họp tăng sự đầu năm Quý Mão. Buổi họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Hai Trung ương Giáo hội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Thượng tọa Thích Minh Tiến, Phó Ban Trị sự, kiêm trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Phước Thắng, Phó Ban Trị sự, kiêm trưởng ban Giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự, Chư Tôn Đức Phó Ban, trưởng các ban ngành và trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh tham dự. Như thường lệ, trước khi vào phiên họp, Thượng tọa Thích Thiện Nhật, trưởng ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tuyên đọc bản tác pháp Yết Ma. Triển khai nội dung đánh giá công tác từ thiện tính hiệu quả năm 2022 và mừng xuân Quý Mão. Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đánh giá, trong năm 2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo được hình ảnh tốt đẹp của người con Phật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Thượng tọa ca ngợi tán thán công đức và mong Chư Tôn Đức Tăng Ni tiếp tục quan tâm các công tác an sinh xã hội. Hoạt động từ thiện của Phật giáo tỉnh đã được cải tiến phương thức hoạt động và vận động, mang tính chất chỉ đạo tập trung, đưa thông tin liên tục để cập nhật các công tác số liệu từ thiện một cách chính xác. Qua đó tạo được niềm tin và sự quan tâm từ chính quyền địa phương, niềm tin và sự uy tín đối với cộng đồng. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cũng triển khai tiến trình thi công thành lập văn phòng hành chánh điện tử đặt tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, công trình vườn tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Hải Sơn, chùa Hang, khu du lịch Hòn Phụ Tử đã được tỉnh ủy phê duyệt với tổng kinh phí 100 tỷ đồng. Đại diện bộ phận văn phòng, Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo công tác hướng dẫn đăng ký xin thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Đến hiện tại đã có 8 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các huyện Tân Hiệp, An Biên, Hòn Đất, Châu Thành, U Minh Thượng, Dòng Riền đăng ký thành công. Sắp tới, bộ phận văn phòng sẽ tiếp tục khảo sát các điểm sinh hoạt tại Gò Quao, An Biên, Châu Thành, Phú Quốc và các địa phương khác, cố gắng để thành lập được các điểm sinh hoạt có nhu cầu chính đáng trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo, Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đọc quyết định bổ nhiệm đại diện các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, bao gồm điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Minh Quang do Đại đức Thích Tuệ Chánh làm đại diện, điểm Tuệ Quang do Đại đức Thích Tuệ Túc làm đại diện, điểm Ngọc An do Sư cô Thích Nữ An Liên làm đại diện, điểm Trúc Lâm Long Thạnh do Sư cô Thích Nữ Tuệ Đức làm đại diện và điểm Ngọc Vân do Sư cô Thích Nữ Liên Huệ làm đại diện. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã trao quyết định cho Chư Tôn Đức Tăng Ni đại diện các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Buổi họp cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh và các huyện thị. Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn tán thán chúc mừng những kết quả đạt được của Phật giáo tỉnh nhà trong năm 2022. Qua buổi họp, Thượng tọa mong rằng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong toàn tỉnh cùng chung tay góp sức, chia sẻ gánh vác những công tác Phật sự Phật giáo tỉnh nhà ngày một ổn định phát triển.